Xin chào mọi người, lại là em đây. Và hôm nay em lại đem đến cho mọi người một cái thú vui mới, một cái bộ đồ chơi. Và đây sẽ là một cái bộ thiết bị giúp cho chúng ta nâng cấp tín hiệu âm nhạc khi mà chúng ta kết nối với lại các thiết bị như là vang nè, hay là mixer nè, hay là các hệ thống âm thanh trong gia đình, những dàn loa nghe nhạc cao cấp mà chúng ta cần một cái nguồn nhạc chất lượng cao để mà phát trên những dàn loa hay là karaoke á, nhạc nó sẽ hay hơn rất nhiều. Thì đây sẽ là một cái thiết bị nó hỗ trợ rất là tuyệt vời. Thì con này á, để mà cho chúng ta hiểu rõ hơn về nó đó, thì em xin phép giải thích nó là như thế này. Nó sẽ có thể chơi được nhạc Bluetooth chất lượng cao nhất, và nó có thể chơi được nhạc qua Wi-Fi với chất lượng cao nhất. Ngoài ra thì chúng ta sẽ sử dụng một cái phần mềm để mà điều khiển trên điện thoại. Thì với cái phần mềm chúng ta điều khiển trên điện thoại, chúng ta sẽ điều chỉnh được rất sâu về EQ cũng như là chất lượng nghe nhạc. Đấy, nó sẽ có một cái phần mềm như thế này, một chút mình kết nối thì nó mới lên ha. Đó, cái phần mềm này nè, chúng ta tải về WIM, nó cũng là WIM luôn. Thì với cái phần mềm này nó sẽ cho chúng ta điều chỉnh chuyên sâu về nhạc như trước đây. Nếu mà chúng ta chỉ phát qua một cái cục Bluetooth thông thường, thứ nhất là nhạc nó sẽ không có sạch và không có căng tiếng. Đó, và nó không chuyển đổi số được. Bộ này thì nó giúp chúng ta chuyển đổi số và âm thanh nó sẽ hay hơn rất nhiều nha. Dành cho những ai thực sự cần nâng cấp dàn âm thanh trong gia đình. Bây giờ em sẽ khui siêu luôn để cho mọi người xem thử. Đối với Android thì xài Google Play để tải về, còn đối với iOS thì sử dụng App Store. Cái điện thoại này đang nghe và cái điện thoại kia điều chỉnh vẫn được luôn. Đó, mình đã test rồi ha. Và đây sẽ là cái bộ mình mới nhập về để quay. Sẽ có một cái sách hướng dẫn sử dụng nè quý vị. Nếu mà ai rành tiếng Anh thì chúng ta đọc để cho nó thông ha. Còn nếu mà ai không rành á thì xem clip của Duy Nguyễn. Đó, nó rất là gọn, quý vị thấy không? Nó giống như là một cái Android box vậy đó, rất là gọn. Và nó sẽ có giải mã âm thanh số luôn nè. Cũng như là cổng sạc nè và cổng 3.5 luôn. Nó có đủ cổng để chúng ta kết nối hết ha. Mặt trên thì nó sẽ có nút play tăng giảm âm lượng. Đấy, và đặc biệt á quý vị, khi mà chúng ta nghe nhiều thể loại loa trong gia đình, chúng ta sẽ lưu được rất là nhiều cấu hình. Giả sử như cái loa A là mình đi cái EQ hình khác, rồi loa B mà đi cái EQ hình khác, miễn sao mà nó phù hợp mình lưu lại hết. Sau này mình nghe trên loa đó mình chỉ loát cấu hình ra là nó sẽ tối ưu hơn về âm thanh cho mọi người ha. Nó sẽ thay đổi được cái giải tần của loa luôn. Đó, chính xác mục đích nó là vậy. Biến âm thanh từ analog trở thành âm thanh số. Sẽ có một cái bộ thiết bị đi kèm, bộ dây. Thì có rất là nhiều dây quý vị. Đó, như đây sẽ là dây 3.5 nè, ra bông sen. Rồi, một con cấp để cấp nguồn. Bộ này là không có xài pin nha, xài điện nha. Rồi, đó, dây thai si để cấp nguồn nè. Rồi, kế đến sẽ là một cái dây hai đầu 3.5. Đó, quá trời dây luôn, chúng ta không cần phải mua thêm dây nữa. Rồi, dây quang luôn, có dây quang luôn. Đấy, đầy đủ hết, một bộ sản phẩm như thế này. Và bây giờ mình sẽ thử mình cắm điện vào cái hộp này để cho các bạn biết được cái sức mạnh của nó như thế nào. Đó, nó cháy đèn nè, nó chớp chớp như vậy là nó đã lên rồi hả quý vị. Và chúng ta sẽ dùng một cái điện thoại để chúng ta đồng bộ nó. Đầu tiên là chúng ta sẽ mở Wi-Fi và Bluetooth luôn. Đấy, mở cả hai luôn để cho nó đồng bộ. Mở luôn vị trí thôi quý vị. Nếu mà chúng ta xài ở nhà thì chúng ta nên mở cái dịch vụ định vị để lần sau là nó sẽ khoanh dùng luôn. Wim Home. Đấy, nó sẽ sạch. Vì thế nó sẽ quét ha. Nó sẽ quét thiết bị. Đấy, nó đã nhận rồi nha quý vị. Ha, nó đã nhận. Mình sẽ bấm vào chữ Setup. Đó. Cái này quý vị coi Duy Nguyễn làm thì quý vị biết luôn. Ở đây thì em sẽ sử dụng đường out out đi ha. Rồi, tạm thời sử dụng đường đó đi, net. Rồi, Wi-Fi nè, chúng ta sử dụng Wi-Fi trong gia đình luôn. Đó, sau khi chúng ta nhập password Wi-Fi thì nó sẽ tự động nó đồng bộ, nó sẽ đồng bộ cả hai thiết bị luôn. Cái này thì rất là phù hợp cho những anh em mà làm sự kiện, làm event nè, chúng ta cần một cái nguồn nhạc sạch và hay, cũng như là những dàn karaoke VIP đó, hay là những loa nghe nhạc. Những, biến những cái loa mà đời cũ analog thành một cái loa số. Rồi, nó đang tải về.
tải về cái firmware mới để nó cập nhật cho cái con này. Sau khi mà nó cập nhật xong hết rồi thì mình bấm done. Đó. Mình có muốn đặt tên lại hay không? Nhưng không đặt thì cứ bấm nét ha. Không cần remote. Rồi bỏ qua luôn. Tự động. Config Lesta rồi. Bây giờ mình sẽ sau khi thiết lập xong rồi mình sẽ kết nối. Mình sẽ phát nhạc thử và gắn nó vô một cái loa. Gắn nó vô một cái loa khác. Đấy, xong rồi đó các bạn, nó sẽ cho chúng ta điều chỉnh và nó xin nhạc. Nó sẽ có rất là nhiều cái nguồn nhạc trên này để giúp cho chúng ta nghe nhạc hay. Đó, như là Spotify hay là SoundCloud, nó rất là nhiều, đó, rất là nhiều. Ở Việt Nam mình thì sử dụng Spotify và SoundCloud rất là nhiều ha. Nó sẽ stream nhạc luôn. Mình đang chơi nhạc điện thoại này đổi qua máy khác thì nó vẫn xin được. Đó, ví dụ như mở Spotify lên nè. Đó, mình mở lên là nó xin luôn. Bây giờ mình sẽ thử ha. Duy Nguyễn đã kết nối để phát nhạc Bluetooth trước ha. Đó, ở đây là phát nhạc Bluetooth và nó sẽ phát ra bằng đường 3.5 hoặc nó có thể nó phát ra được đường Bluetooth luôn nha quý vị. Tức nghĩa là nó sẽ vừa nhận Bluetooth xong rồi nó phát Bluetooth ra cũng được, hoặc là nhận Bluetooth xong rồi phát ra 3.5, hoặc là nhận Bluetooth xong rồi phát ra đường quang đều được hết. Đấy, và nó sẽ có thể nhận được wifi và phát ngược ra những cái thiết bị khác luôn. Đó thì rất là nhiều cách để mà chúng ta lựa chọn, thì chúng ta sẽ lựa chọn trên cái app luôn nha quý vị. Đó, như ở đây nè là cái app của nó, mình sẽ vào thì nó cho mình đường out nè. Dụ như mình muốn nó là Bluetooth out hay là ốc out hay là optical out thì mình được quyền mình chọn ha. Ok. Đó. Rồi, và chúng ta sẽ chỉnh trên app nè. Đó. Chúng ta sẽ có thể chỉnh được EQ. Đó. Đó, EQ nè. Bây giờ sẽ tháo cái micro cài áo ra cho mọi người nghe nó rõ hơn ha. Chiếc loa này cơ bản là nó đã có Bluetooth nhưng mà Bluetooth của nó phát ra nó sẽ không có được sạch và nó không có hay, và nó không chuyển hóa digital được khi mà nó qua cái bộ này. Đó, chúng ta sẽ chỉnh DSP trên đây luôn. Đó, các bạn thấy không? Đó, nghe nó sẽ sắc hơn rất nhiều ha. Nó vừa, để em cho nhạc nhỏ lại, tức nghĩa là nhạc nó vừa sắc hơn, nó lớn hơn khi mà chúng ta kết nối qua con loa này nha. Mà để cùng mức âm lượng như vậy thì cái nhạc của nó đó nó sẽ nhỏ hơn khi mà qua cái thiết bị này, và cái nhạc nó sẽ không có căng được như vậy. Đó, đó là nhờ vào cái tính năng này. Audio setting nữa quý vị. Chúng ta sẽ chọn cái audio out level nè. Đó. Đó. Thấy chưa? Nó sẽ có cái bộ khuếch đại trong này. Đó, để 800 hoặc là 1. Đó, anh để 1 nè. Rồi. Có limit giới hạn hay không nữa nè. Đó, audio nè, là chọn mono, stereo được hết luôn ha. Rồi, kế đến nữa là ba lần luôn nè. Đó. Thấy chưa? Ví dụ vậy đi. Đó, mình chỉnh xong. Mình sẽ lưu lại, bấm save nè. New Custom EQ đúng không? Save vô, ví dụ như cái đặt tên của con loa đó. Thấy chưa? Rất là hay. Rồi, ngoài ra mình còn có thể mình save thêm được cái bộ reset bên ngoài nữa nè. Đây, reset nè. Nó sẽ cho chúng ta rất là nhiều cái, 12 cái đường để save, 12 thiết bị cùng lúc. Đó, để chúng ta save từng cái loa luôn. Mỗi cái loa, mỗi chức năng khác nhau, phát bao nhiêu âm lượng, EQ như thế nào, standby, chế độ nghỉ đó như thế nào, là nó sẽ tự động trên này hết. Hiện tại thì em đang cho nó phát bằng wifi nha mọi người. Đó. Và ngõ out thì em chọn là 3.5 nè. Bây giờ ngõ in là em sẽ chọn wifi. Đấy. Thì nó sẽ xin AirPlay trên đây. Chúng ta hãy vào cái biểu tượng bên trên iPhone nè, vô phần AirPlay. Chúng ta chọn cái tên của nó thì nó sẽ phát qua wifi và nó sẽ tự động lấy nguồn nhạc trên wifi về nó phát luôn. Đó, thì cái này nó sẽ hay hơn Bluetooth rất nhiều ha. Rồi, chúng ta vẫn nghe bằng các hệ thống khác như là Spotify hay là YouTube gì đó vẫn được. Đó. Chúng ta vẫn có thể nghe được YouTube. Bây giờ em thử em vô YouTube cho mọi người coi luôn nè. Là nó chạy bằng wifi luôn. Đó.
Rồi bây giờ mình tắt Bluetooth nè. Không, nó vẫn hát bình thường. Ha, nè máy ha, chơi bằng wifi luôn. Đó, thì âm thanh nó sẽ đỉnh hơn ha. Nhưng mà ngặt một cái á, khi mà mình phát trên Bluetooth đó thì mình sẽ không có chỉnh, không có chỉnh áp phát được. Ủa, mình sẽ lấy một máy khác trong nhà nữa các bạn. Mình tải cái áp nó về chỉnh bằng máy khác cũng được. Đó. Còn nếu chúng ta nghe qua Spotify hay là nghe qua SoundCloud thì chúng ta vẫn có thể out ra để chỉnh á. Cái cách làm là như vậy. Giờ em qua thử SoundCloud nè. Đó. Khi mình nghe bên đây thì mình sẽ chỉnh được bên bên app ha. Đó. Vô phần EQ chỉnh luôn nè. Đó. Chép nè. Dãy sau 3 lên cho nó quýnh căng lên nè. Đó. Rất là đơn giản. Và có thể lần đầu á, mới mà cài đặt á, chúng ta sẽ gặp một số vấn đề. Nhưng mà Dương Nguyễn sẽ hướng dẫn hỗ trợ cho tất cả mọi người cách để sử dụng nó ha. Khi mà rành rồi thì nó sẽ rất là dễ sử dụng. Bây giờ mình sẽ thử mình cho nó ao đường Bluetooth nha. Rồi tức nghĩa là nó phát không dây. Không? Như vậy thì nó sẽ lấy nguồn nhạc trên wifi và nó phát Bluetooth ngược lại cho cái loa này. Và chúng ta sẽ thao tác trên này luôn. Đó, nó có rất là nhiều cách để chúng ta sử dụng. À, mình chỉnh xong, mình dù mình không biết đường quay về thì mình có thể reset thôi mọi người. Sẽ rất là dễ dàng tùy biến các cái thiết bị trong gia đình của chúng ta ha. Chúng ta có thể sử dụng nó để phát Bluetooth ra cho những cái loa khác trong gia đình cũng được đó. Và chúng ta sẽ hiệu chỉnh bằng cái phần mềm DSP trên đó để có được cái nhạc chất lượng cao hơn. Thì trong cái vấn đề chính clip ngày hôm nay là Dương Nguyễn giới thiệu đến cho mọi người để mọi người hiểu được cái giá trị của cái sản phẩm Win Mini này. Ngoài ra thì nó còn cho chúng ta chỉnh sửa rất là nhiều thứ nữa, như là chúng ta có thể điều chỉnh được cái nguồn nhạc quý vị. Giả sử như ở đây chúng ta cho là 2 hay là 1. Đây là âm lượng đầu vào ha. Đây là âm lượng đầu vào. Kế đến là giới hạn âm lượng nè. Rồi kế đến nữa là chúng ta sẽ chọn được cái âm thanh số. Chúng ta muốn phát cái ngưỡng cao nhất là 192kHz 24bit hay là 48kHz 16bit đều được hết. Đó, ghê chưa ha. Những cái sản phẩm thông thường sẽ không bao giờ điều chỉnh được cái này ha. Thì chỉ có con Win Mini này nó mới có thể làm được cái điều đó. Và nó sẽ cho chúng ta một cái chất lượng âm nhạc hoàn hảo. Còn bây giờ nếu như chúng ta yêu thích sản phẩm này, chúng ta vẫn có thể call vào số hotline bên trên màn hình để được Duy Nguyễn hỗ trợ tư vấn tốt hơn. Về mức giá sản phẩm thì mình sẽ xem nha. Sản phẩm đang được niêm yết với mức giá là 2.600.000 đồng. À, và nếu như chúng ta yêu thích sản phẩm này, chúng ta có thể call vào số hotline của Duy Nguyễn hoặc là click vào sản phẩm bên dưới, đường link cũng có luôn. Còn bây giờ thì xin phép mến chào tất cả mọi người.